Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Minh. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục ra clip về xe ô tô du lịch. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc xe đến từ hãng Suzuki nha. Một chiếc xe dạng giữa MPV và SUV. Nếu mà nói ở bên Indo thì nó là SUV. SUV gầm cao 7 chỗ. Thì mọi người cũng đoán ra là chiếc xe hiệu gì rồi nhé. Mời mọi người tham khảo clip sau đây. Rồi, hiện tại mình đang đứng ngoài xe nha. Thì trước mặt mọi người đây là một con Suzuki XL7 màu trắng. Thì hiện tại xe này đã có biển số rồi. Con này là xe demo lái thử của công ty. Mình đang đứng gần đường lộ nên là hơi ồn nha, mọi người thông cảm. Đây để mình quay một vòng cho mọi người xem. Thì xem coi nó có gì thay đổi so với phiên bản trước. Thì cái con này là phiên bản Limited Sport Limited nha. Đó. Đây. Có logo phiên bản Suzuki Sport Limited, phiên bản cao cấp nha. Thì năm 2022 thì nó sẽ ra mắt hai phiên bản. Đó là phiên bản LE và phiên bản Sport Limited. Thì vừa bước vào đầu năm 2022 thì Suzuki Việt Nam đã cho ra mắt dòng XL7 mới. Trang bị mình vẫn là động cơ K15B 1.5 lít nhưng mà mang tiêu chuẩn khí thải mới nha. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đó. Euro 5 thì hiện tại chưa có hãng xe nào đã nâng tiêu chuẩn khí thải của mình lên Euro 5 hết, chỉ có Suzuki là đầu tiên thôi. Thì nhìn về bề ngoài thì vẫn như thiết kế cũ. Đó. Đèn pha dạng full LED nha, có đèn daylight ban ngày. Đèn pha full LED. Xuống phía dưới thì nó có đèn sương mù là đèn dạng halogen. Mặt ga lăng thì nó dạng hình tổ ong nha. Đó. Hình này hình chữ nhật dài. Đó. Có đề logo Suzuki chính giữa và mạ chrome kéo dài sang hai bên. Thì đối với phiên bản Limited 2022 thì nó sẽ trang bị cho mình bộ camera 360. Là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai là động cơ Euro 5. Mâm thì vẫn là mâm 16 inch thôi. Mâm đúc 16 inch. Đó, được phay CNC cắt viền, đường viền rất là cứng cáp ha. Vỏ thì là vỏ Dunlop không ruột. Trong xe thì nó trang bị cho mình cái các tấm ốp nhựa đen tạo lên dáng SUV hơn cho cái chiếc XL7 này. Thì con này nó sử dụng là động cơ K15B và kết hợp với đó là hộp số VVT vô cấp nha. Phía trên thì nó có hai cái thanh nè để mình gắn giá đỡ lên để mình chằng đồ. Nhìn chiếc xe ấy, nó rất là cứng cáp nha. Đó, đây là góc phía sau. Đèn hậu thì vẫn là đèn full LED luôn. Đó. Cái này mình chưa bật đèn đờ mi lên, nó sẽ không có
hiện LED nha. Đó, đèn hậu chữ L. Cái trang bị thứ hai là tính năng đá cốp, cốp điện nha. Đó, khi mà mình xách đồ nhiều thì mở cốp điện, thì cái này mình có thể để 2 hoặc 3 cái vali. Suzuki đã nâng cấp lên thì cái gói này là khoảng 40 triệu nha. Và một cái động cơ Euro 5 thì nó giá nó sẽ đội lên 10 triệu nữa là 50 triệu. Thì giá cái con này hiện tại là 639 triệu 900 ngàn tại thị trường Việt Nam. SUV 7 chỗ. Ghế thì ghế có thể gặp 50-50, xíu mình sẽ vô trong cho mọi người xem. Thì muốn hạ cốp xuống thì mình có thể ấn nút hoặc là đá cốp đó dưới đây. Thì phía bên ngoài thì nó có thay đổi nhiêu đó thôi. Đó, có tem Euro 5 nè bên thông xe. Rồi mình vào bên trong xe nha. Rồi phía bên trong xe thì nó trang bị cho mình một bộ ghế da màu đen chỉ đỏ nha. Đối với phiên bản Sport. Còn mà đối với phiên bản LE thì nó là ghế nỉ pha da nha. Đây có cân bằng điện tử nè, cảm biến lùi nè, chỉnh đèn nè và chỉnh góc nhìn của camera. Vô lăng thì vẫn là vô lăng chữ D thôi, giống như phiên bản năm 2020-2021. Phía trong bên màn hình thì vẫn là trang bị màn hình 10 inch cỡ lớn. Điều hòa vẫn là điều hòa tự động nha. Và trang bị tiếp theo là sạc không dây dành cho điện thoại. Rất là nhiều trang bị nha. Cái gói độ này khoảng 40 triệu. Độ từ nhà máy luôn, chính hãng, không phải là qua các cửa đại lý nào. Đó. Có cả camera hành trình trước sau cho mọi người luôn nha. Rất là nhiều tiện ích trên xe. Trên vô lăng thì nó có điều khiển âm nhạc thôi và kết nối Bluetooth nghe gọi. Đó. Trần thì là trần nỉ. Đây mình chỉnh cho mọi người coi camera 360 nha. Đây. Chỉnh rất là nhiều góc. Đó, quay thấy chiếc xe mình quay vòng vòng. Cái này tích hợp sẵn từ nhà máy nha, chứ không phải là đại lý. Thì xe này nó trang bị cho mình hai túi khí rồi, đối với hàng ghế phía trước. Đó. Đây là cái hai bên nè, nó là trang bị nhựa giống như giả carbon vậy đó hai bên nha. Xe thì có trang bị gương chỉnh điện thôi, tiêu chuẩn. Đây đồng hồ là mình có thể chỉnh nhiều loại khác nhau nha, hiển thị tiêu thụ nhiên liệu nè. Đồng hồ vẫn là đồng hồ kim thôi, màn hình LCD 4 inch đó. Có rất nhiều là chỉnh màn hình, kiểu này là cân bằng điện tử nha. Thì tầm phân khúc 630-640 triệu thì 7 chỗ, quý khách có thể nhiều lựa chọn đối với dòng xe Suzuki. Thì cái con này nó có lợp da sẵn rồi, ghế da sẵn, camera đầy đủ. Đó, mọi người có thể lựa chọn nha. Rồi mình sẽ ra hàng ghế phía sau. Thì đối với hàng ghế thứ hai thì nó rất là rộng rãi ha, người lớn ngồi rất là thoải mái. Đó, có tựa tay nè. Thì đối với ghế này thì mình mở một chạm thôi. Ở đây nó có cái lẫy nè, mình mở và mình đẩy ra trước. Đó, đây là có khoảng không gian rất là rộng rãi.
Đây, hiện tại mình đã hàng ghế thứ hai. Thì đầu gối mình không chạm và đầu mình cũng không chạm trần. Ghế này mình có thể ngã thêm một nấc nữa nha. Đây. Từ đầu luôn. Thì phía sau thì nó trang bị cho mình cái cổng 12V nữa. Đây. Và phía trước cũng có. À nãy mình quên nói là chỗ tài xế cũng có bệ tùy tay và hộc để đồ nha. Đây. Đó. Rất là rộng rãi nha. Phía sau thì có hệ thống điều hòa độc lập luôn, dùng cho phía sau. Thì xe này nó có dán phim cách nhiệt sẵn luôn rồi, từ nhà máy luôn. Đây mình muốn xuống mình chỉ mở cái này, đẩy trước. Đây là cái móc để ghế cho em bé nha. Thì giá xe này giá khoảng 640 triệu nha. Quý khách có thể lựa chọn mua bản LE hoặc là bản Sport này. Đó. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại bên dưới. Thì bản Sport này nó sẽ có bao gồm là camera 360, ghế da dán phim sẵn, camera hành trình, sạc điện thoại không dây. Đó. Và động cơ là Euro 5.